xác định 4 cặp đấu tứ kết Copa America 2024. Sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng bảng Copa America 2024, đã xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất vào vòng tứ kết. Sau khi Brazil và Colombia giành vé đi tiếp, vòng tứ kết Copa America 2024 đã chính thức xác định được đầy đủ 4 cặp đấu. 8 đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2024 bao gồm Argentina, Ecuador, Venezuela, Canada, Colombia, Panama, Uruguay và Brazil. Các cặp đấu dành cho vòng tứ kết đã được xác định. Đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu với Ecuador. Cặp đấu còn lại của nhánh này là Venezuela gặp Canada. Đây là một nhánh đấu dễ nên Argentina được kỳ vọng sẽ lại tiến đến trận chung kết. Ở nhánh đấu còn lại, Brazil sẽ chạm trán một ứng viên vô địch khác là Uruguay ở tứ kết và cặp đấu còn lại. Colombia đối đầu với Panama. Với cách phân nhánh hiện tại, hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil có thể đụng độ nhau ở trận chung kết. Tuy vậy, không dễ cho Brazil khi họ đang chơi thiếu thuyết phục và sẽ đụng phải đội có phong độ tốt ở giải đấu lần này là Uruguay. Các trận đấu ở vòng tứ kết Copa America 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 5, 6 và 7. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 tại sân vận động Hard Rock ở Florida. 4 cặp đấu tứ kết Copa America 2024. 8 giờ 0 phút ngày 5 tháng 7, Argentina vs Ecuador. 8 giờ 0 phút ngày 6 tháng 7, Venezuela vs Canada. 5 giờ 0 phút ngày 7 tháng 7, Colombia vs Panama. 8 giờ 0 phút ngày 7 tháng 7, Uruguay vs Brazil.